Trong một đêm huyền diệu tại San Siro, AC Milan đã làm nên lịch sử khi lật đổ PSG, kẻ đứng đầu bảng F, trong trận đấu căng thẳng của Champions League. Trước trận đấu, Milan chưa một lần nếm mùi chiến thắng, chỉ có 2 điểm và đứng cuối bảng. Ngược lại, PSG dẫn đầu với 6 điểm và chỉ cần một thắng lợi nữa để củng cố vị trí của mình. Nhưng trái với mong đợi, các vị khách PSG đã không thể chống đỡ trước sức ép mà Milan tạo ra. Mặc dù PSG đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Marquinhos, niềm vui ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 phút trước khi Rafael Leao của Milan tỏa sáng với pha móc bóng hoàn hảo, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Giroud, với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, đã đánh đầu mạnh mẽ, nâng tỷ số lên 2-1, mang lại niềm vui cho Tifosi tại sân nhà. Kết quả này đã đảo lộn hoàn toàn bảng đấu, khi Dortmund từ phía sau vươn lên dẫn đầu với 7 điểm sau chiến thắng của họ trước Newcastle. Cuộc đua giành vé vào vòng sau giờ đây trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết với chỉ 3 điểm chênh lệch giữa đội đầu bảng và cuối bảng. Hai lượt trận sắp tới của bảng F Champions League chắc chắn sẽ chứng kiến những màn đua tranh nghẹt thở, khi mỗi đội đều có cơ hội đi tiếp và không ai muốn bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu.